Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Chiều ngày 25 tháng 12, Bộ Công an phát đi thông tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu, Tổng 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan. Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu, Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Hành vi này thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản nhà nước, đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật Hình sự. Ngày 23 tháng 12 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Bình về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 24/25/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, rà soát kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước. Ông Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1964, quê xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vào tháng 5 năm 2019. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Bình từng là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Sư phạm, Đại học An Giang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Bí thư Thị ủy Tân Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 đến 2016 và nhiệm kỳ 2016 đến 2021.